Đó, lên nó ăn cây nè các bạn. Đây là mấy chú giá tràng ở ngoài biển nè. Nhấp con luôn. Đây là những con sóng đập qua bờ. Lớn kéo chiếc tàu nhỏ ra ngoài hòn. Dạ, Thanh Quy mến chào quý ông bà cô bác cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Quy của em. Hôm nay em hay tin là ở ngoài mấy biển này có một chiếc tàu đắm nước chìm. Em ra đây em mới quay cận cảnh trục vớt chiếc tàu cho cả nhà mình xem. Và hiện tại là em đang đứng cặp mấy biển nè. Và hôm nay có rất nhiều tàu ở ngoài biển chạy vào. Thì cái khung cảnh ở ngoài biển thì cả nhà cũng biết rồi đó, lúc nào thì sóng cũng xô đập vào bờ, nhưng khung cảnh của biển trời bao la bát ngát thì nhìn rất đẹp mà cô chú anh chị. Ở từng đợt sóng nó cuộn đập vào bờ đó, âm thanh nghe dập dềnh bên từng tảng đá nè. Rồi em sẽ quay cận cảnh bà con nơi đây và cận cảnh trục vớt chiếc tàu bị đắm nước này cho cả nhà mình xem nha. Cái chiếc tàu đó là vì sao nó chìm á sư huynh? Phá nước hả? Cái đó là nó trước khi nó chìm là nó chìm từ ở đâu, chỗ nào chìm cho vô? Chưa tới đó, là tới đó là chìm luôn đó ha. Quay ngang qua chiếc tàu kìa. Chìm chỗ nào chứ? Ban đầu là anh chìm là vị trí nào? Cái chiếc tàu đó nó đánh cá hay là nó chở cái gì chú? Đây nó chào miền Tây miền Đông vậy? Dạ miền Tây. Miền Đông thì tôi nói chị miền Đông miền Tây. Miền nào nói được chứ hả? Miền nào nói được chứ nói chị miền Đông nghe cái tiếng cái chú. Cái con này là ở miền Đông á, là nó kêu là con chằn chằn. Chằn chằn đúng rồi. Còn ở đây đó là nó kêu là con thòi ngáo con gì đó. Dạ con biết rồi dạ. Thôi bỏ vô đó quăng bên đi. Cái chiếc đó giờ chi phí khoảng nhiêu chú? Bây giờ muốn người ta lặn người đâm cái ghe lên là nghe nói không quanh là 10 triệu. Dạ. Muốn là bạn thành này nói là chạy đất đất là bình thường luôn là tốt khoảng cả 50 triệu nữa. Vậy là sao cái chiếc này chủ tàu là bay khoảng 50 triệu. Chữa là mình ha. Dạ cảm ơn chú nha. Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú thật nhiều sức khỏe nha. Đây là cận cảnh mà bà con trục vớt chiếc tàu do bị bể nước mà chìm nè. Thì hình như là hồi hôm qua kia gì đó mà chìm tới bữa nay là chưa xong đó. Như là sư huynh nãy nói là chiếc tàu này mà khi trục vớt mà hoàn thành xong thì cũng tốn khoảng 50 triệu mới hoạt động trở lại bình thường được nha các bạn. Em thấy thì đó cũng có bà con đang đi tới đi lui đó. Đây là bà con đi tới đi lui nè. Chắc cái đó là đội trục vớt chiếc tàu quá à. Em thấy đó thì cũng có tim bắn lên bựng bựng luôn nè. Nè, đó. Đó là chắc có lẽ là bà con ở dưới bơm nước lên đó. Giống như ở cái video trước mà em quay cảnh mà trục vớt chiếc xe tải ở bên sông Tiền á. Do cái khu vực này xa lắm em zoom thấy hơi mờ, mong cả nhà thông cảm. Nghe ầm ầm đó là sóng biển đập vào bờ đó các bạn.
từ ở ngoài mà bể nước rồi không có mà cầm được, cho nên là bà con chạy gắn vào đây luôn, cho nên nó là vô đây nó mới gần nè, mà nhưng dù sao nó gần vậy chứ nó cũng còn rất sâu nha các bạn. Theo như lời của bà con chia sẻ là từ tuốt ở ngoài này nè, nó bể nước tuốt ngoài này nè, rồi là bà con mới chạy gắn vô luôn tới đó, đó nó mới tới, là gắn vô tới đây nó mới chìm đó các bạn, chứ không phải là nó chìm ở đó đâu, nó bể nước từ bên ngoài rồi. Còn đây là tàu ở ngoài biển chạy vào nè. Đây là chiếc tàu đó, như nổ máy nè, nổ máy đang chạy nè, có lẽ chạy vào bờ. Phía đây chiếc tàu chìm nè, còn lá cờ bay phấp phới. Có dịp em đi ra tận mép biển nè, em quay một cái cảnh trời đất bao la, biển trời bát ngát cho cả nhà mình xem. Đây là những con sóng từng đợt dập vào bờ nè. Còn phía xa đó là những cái hòn đó, và những chiếc ghe nó đây, cả nhà thấy phía xa đó, đó là những cái chiếc ghe đó mờ đó, là ở đây mà nhìn thấy màu như những chiếc đó là cực lớn nha cả nhà, chứ không phải nhỏ đâu, rất lớn, bởi vì ở biển thì nó rất xa. Đây là những cái hòn, rất nhiều cái hòn luôn, nhìn cái khung cảnh này đẹp như trong tranh luôn á. Đây là tổng quan cái nơi này, quá đẹp luôn cả nhà. Đây là có mấy cái hòn ghe, đây có mấy chiếc tàu biển đem vào để bảo trì nữa nè. Đây là chiếc tàu biển ngoài biển chạy về nè. Đứng trình ở trước lái luôn, lái bằng cái cây đó nha. Đây là 2-3 chiếc vào luôn nè. Giấc này là khoảng 11:50, xuồng ghe, tàu ghe thì ở bên ngoài thì hình như là nãy giờ em thấy là vô ga liên tục. Chắc có lẽ là bà con đi đánh bắt cá ở ngoài vào nè. Ở đây cũng là một cái bến cá nữa nè. Bạn xem đây là những âm thanh sóng vỗ vào bờ nè. Đó là những ngọn sóng có dồi, bay vô nè. Nó chạy rất nhanh luôn các bạn. Chạy này từ mấy cây số một giờ nè. Chương dịch tàu biển nè các bạn. Đó giờ các bạn ở đất liền các bạn đâu có thấy cái chương dịch tàu biển như thế nào đâu ha. Bên đây có dịp em sẽ quay cận cảnh cái chương dịch tàu biển cho cả nhà mình xem. Một cái chương dịch 4 cánh mà phải là 4 người lăn á. Quá nặng luôn. Mang đi đâu mấy chú? Cho nó chữa lại.
hết hồn nó nặng chưa các bạn, 4 người. 200 kg không chú, cái này nè. Ở trên không có đâu. Trăm ngoài chục cái chân vịt đó, 100 ngoài chục ký các bạn. Không phải mình có cây gì mình đọc cho người chiên. Cái này có cái đọt. Quá nặng luôn. Đi đó. Tránh ra cho bà con đi. Nhìn đơn sơ thôi mà nên cực nặng nha. Làm thủ công bằng tay không nha. Đáng lý ra là phải máy xe cẩu gì cẩu ha. Này là đơn giản nhỏ nhỏ vô mà có vỏ. Đây là từ từ đem cái chuyên dịch lên chiếc xe này để đem đi bảo trì các bạn. Đây là sao bốn người mà khi cái gì vậy cố lên đi siêu nữa rồi. Wow, thành công. Cảnh này là bốn thằng uống bia mệt nghỉ. Rồi, cuối cùng thì cũng đã đem lên được chiếc xe nè. Cái này mình đem về xưởng bảo trì hết sư huynh. Xin hỏi tí nha huynh, cái chương dịch này theo như mình mua khoảng bao nhiêu tiền huynh? Nhìn thấy hình như là bằng sao? 165.000 kg. Cái này nó làm bằng đồng hay gì đâu mà dạng quét vậy ha. Nếu như cái này mà 200 kg thì nó tương đương với 90 hả? 90. Cái nhân 100 đi cho dễ tính. 100 kg cái lát đó chị. Vậy là chân vịt này mười mấy triệu. Đây là có một cái chiếc tàu đang chạy vô nè. Còn phía ngoài đó là có một cái chiếc chạy mà vướng vào, chắc có lẽ là vướng vào cái chỗ mà đất nó nổi lên nè, nó bị mắc cạn nè cả nhà. Cho nên nó đang ve hì 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 nè. Chạy lên có đèn luôn. Xịt có đèn luôn. Ra khó đèn luôn đó mà chưa rồi, qua chú nhất này các bạn. Chạy lên xịn ở phía sau luôn. Đây có một cái chiếc bò chạy ra nè. Chiếc bò đang chạy ra. Chưa qua được cái chỗ mặt cạn nữa đó các bạn. Bò chạy xé nước luôn. Về tới về lôi mà chưa có chạy qua khỏi được chỗ này. Lên sảnh luôn. Yeah.
quá mạnh luôn. Và đây là cận cảnh chiếc tàu nhỏ ra dòng chiếc tàu lớn vô nè, bởi vì nó mắc cạn nè cả nhà. Em ngồi cặp mé biển thì sóng biển hàm mập vô này nha. Còn đây là cái chiếc ghe nhỏ nè, chiếc tàu nhỏ kéo chiếc tàu lớn nè, kéo cho nó quay đầu trở lại á, bởi vì một ngày một hướng đi. Không biết là hình như nó còn vướng hay gì đó, chưa có được nữa nha. Còn đang đuôi ra nè, chưa vào được nha cả nhà. Còn đang kéo á, cái đó hình như nó mắc cạn rồi, nó bị nghiêng á, do đất ở dưới nó không có được bằng á. Kéo một lần rồi, bây giờ thêm một lần nữa nè cả nhà. Hết tốc độ rồi. Kéo cho nó quay chiếc tàu kia luôn á cả nhà, kéo quay chiếc tàu kia luôn. Mới nói rồi. Chạy hết tốc độ luôn. Cố lên, hết tốc độ luôn nha. Rồi, chưa thành công. Lần hai chưa thành công. Các bạn chờ đón xem thêm một lần nữa. Lon nổi phải không? Vậy là nhỏ quá, lo bự lon nổi phải không? Đây là cận cảnh chiếc tàu lớn bị mắc cạn nè, rồi chiếc tàu nhỏ kéo nè cả nhà. Nãy giờ em ra đây là chủ yếu là em quay cận cảnh cái trục vớt phà, trục vớt tàu thôi, mà nhưng thực chất trục vớt tàu vớt này là không còn ai, và vớt này thì chiếc tàu nó bị mắc cạn rồi. Em sẽ quay tiếp cảnh tàu kéo tàu bị mắc cạn cho cả nhà mình xem luôn. Trở lại đây, chú tài xéo đang gian lộn lại, chứ phải là tung dây lại á, tung dây lại nó cắt lại nào, cái gì mấy anh này đang cố công mà để lôi chiếc tàu này vào bờ nè, bởi vì nó bị mắc cạn rồi cả nhà. Nãy giờ chắc là chắc giả rồi.
cái máy này thì thôi chạy thì nó cực kỳ mạnh luôn, nó mà chạy kìa lên xịn non luôn đó, mà vẫn không sao thoát được cái mắc cạn này. Đây là mỗi đại ra cuốn khác cái gì đây, cái kéo đã di chuyển là một con khác rồi, to cái này rồi kéo luôn ra rồi vô không được, vô không được cái này kéo ra vô không được rồi. Ừ. Bây giờ vô bờ không được, bây giờ kéo ra luôn cả nhà ơi. Bây giờ kéo đi ra ngoài để cho nó sâu hơn, rồi sau đó chứ lại đợi thủy triều lên cao rồi tàu này nó vô bến nha một chút. Quay chiếc tàu ra mất hạn. Các cầu chạy lôi cho chiếc tàu quay đầu nè. À. Chốt lần này nè. Bãi cắt nổi dưới đó đó. Rồi, sợi dây đã bắt đầu căng lên nữa rồi. Bắt đầu chạy quay đầu nè. Rồi, bây giờ là đang lôi ngoài lại một chút. Đang di chuyển. Rồi, quay. Chiếc tàu lớn đang từ từ quay ra. Chiếc tàu đánh bắt cái đầu đã được quay mũi ra ngoài biển rồi nè cô chú. Hy vọng phương án này là sẽ có kết quả. Rồi chiếc tàu này di chuyển. Xe tròn rồi. Ồ. Kéo ngược ra ngoài biển này, biện pháp này nó khả thi rồi các cô chú, phải di chuyển ra được rồi. Hy vọng lần này thành công nha. Chỉ cần là kéo nhẹ một cái là ra khỏi cái nơi bị mắc cạn. Rồi bắt đầu nổ máy đừng kéo đây. Bắt đầu chuẩn bị kìa, chạy xịt khói luôn cả nhà. Nước nguyên cái dòng đó bị quậy đục ngào lên luôn. Nguyên chuyện rồi. Sao mày nguyên chuyện rồi? Ba lần là chưa thành công cả nhà ơi. Linh có đèn không? Đã sử dụng hết công sức của máy không mà vẫn chưa hết được cái đường mất hạn các cô chú. Ở trong này có một chiếc ga đang ứng cúng nữa hay gì đây? Chiếc này đang chạy ra nữa nè. Không biết là đi biển hay ra đi tiếp nữa. Chiếc này đi ra tiếp chắc đi biển rồi. Chiếc này đi ra đi biển rồi chứ không phải đi tiếp nha cả nhà. Má chạy ra đứng đâu đi tiếp. Mà anh đang chuyển về hướng khác để kéo về hướng bên kia nữa, triển khai phương án mới tiếp tục. Hồi chắc này kéo dài ra rồi cả nhà ơi. Ừ.
kéo ngang qua. Đang quay. Quay đầu lại nè. Đang quay từ lại nè. Được chiếc tàu nhỏ kéo nè. Đây là chiếc tàu nhỏ kéo quay từ lại. Đây là chiếc tàu lớn đang quay đầu nè. Sau một hồi kéo thì giấc này cả nhà thấy là một quầng nước đục luôn, là do là máy nó chạy á, máy nó chạy nè, đó lên khói đen luôn á cả nhà. Không kiếm nhất gì luôn. Giác này là quay chuyển hướng nè cả nhà, khói lên cận cận luôn nè. Đây ở trong bờ ra một chiếc nữa nè, mà không biết chiếc này có phải là ra giải cứu hay không, hay là đi đánh bắt. Có một chiếc tàu đang ở trong bờ đi ra về hướng của cái chiếc tàu đang mắc cạn hay cô chú. Chắc có lẽ là đi đánh bắt rồi. Đi ra giải cứu phụ hay là đi biển đây? Đi đánh bắt rồi. Cái này là đi biển không rồi. Rồi bây giờ tình hình tại hiện trường của cái chiếc tàu đánh bắt xa bờ đang mắc cạn này cô chú. Cái gì bị gì? Lóng bạc hả? Bị người con xem đa đó lóng bạc cha. Hình như là nó mắc cạn cái bãi đất đó nó nhô lên, nó hơi nghiêng hay sao á, cho nên chiếc tàu hơi nghiêng nè. Chiếc tàu hơi nghiêng này cả nhà. Và phía xa đó là có một chiếc tàu kéo hết công suất luôn mà nhưng vẫn nãy giờ là kéo cũng 4-5 lần rồi mà chưa thành công nha. Chờ đợi lần này coi xem. Và giác này là em thấy là chiếc tàu lớn này chạy là hết công suất rồi nè. Ở đây là giác này em thấy là có rất nhiều xuồng ghe nhỏ nhỏ chạy vô nè, bà con đi đánh bắt gần bờ nè, những chiếc tàu nhỏ này nè, chắc có lẽ là đánh bắt gần bờ đi vào. Đây có một cái chiếc tàu nhỏ đi vào nữa nè cả nhà, đánh bắt gần bờ nè. Hết công suất luôn. Wow, đây có một cái chiếc vỏ chạy vào nữa nè, chiếc vỏ chạy xé nước luôn. Nói anh thấy hình như là bà con xe cát nhiều á, hình như là giấc này bà con xả cát xuống bớt hay gì đâu á, thấy đang xịt nước á, chắc có lẽ là chọn cái phương án xịt nước cát cho trôi bớt xuống nè. Đó, anh thấy là đang bơm nước chưa đó cả nhà, chắc có lẽ là cho cát nó trôi bớt xuống đó để cho chiếc tàu nó nhẹ, nó nổi lên mà kéo đi nè. Quá nguy hiểm. Còn đây là cái chiếc tàu nhỏ đang chạy với hết công suất luôn. Vào ở ngoài vào một chiếc nữa nè. Đây một chiếc tàu nhỏ.
nhỏ chạy vào. Chắc có lẽ là chiếc này quay lại giải cứu tiếp nữa nè. Chắc có lẽ là chiếc này quay vào rồi, quay đầu lại tiếp nữa nè. Rồi rồi, đúng rồi. Đúng là như vậy rồi các bạn ạ. Thêm một chiếc nữa trợ giúp rồi. Chiếc tàu này nó quay vòng trở lại nè. Đó. Thêm một chiếc nữa đang cập cập vào để mà giải cứu cái chiếc tàu mắc cạn nè. Chiếc này là đang phân dây vào nè. Chiếc này đang phân dây vào để mà gom nè. Thì em thấy là hai chiếc có thể là có khả quan hơn, bởi vì hai chiếc dù sao nó cũng vẫn mạnh hơn một chiếc nha các bạn. Hy vọng là lần hai chiếc này kéo là sẽ thành công. Mời cô chú chị mình cùng xem cận cảnh hai chiếc tàu nhỏ kéo một chiếc tàu lớn. Thêm một cục dây nữa đó các bạn. Chuẩn bị hai chiếc kéo một lượt nè. Hy vọng lần này sẽ thành công. Bị kéo nè. Đó, chiếc tàu cao tốc đang chạy vô kìa. Ô, quá chạy rồi. Má dám con. Đã chậm cái số vợ chàng. Chạy gì như tên vậy? Đó nè. Chạy như tên bay cái nè. Chạy tẹt trên mặt nước luôn nè. Bắt đầu chuẩn bị hai chiếc kéo nè cả nhà. Đây là cả năm hai chiếc kéo nè. Hy vọng lần này sẽ thành công. Và ba chiếc đều xịt khói đen luôn nè. Rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi. Rồi từ từ. Wow. Rốt cuộc thì cũng thành công rồi các bạn ơi. Rồi, phạch rồi rồi, thành công rồi các bạn ơi. Yeah. Vậy là cuối cùng thì hai chiếc cũng đã giải cứu thành công một chiếc rồi. Cuối cùng thì cũng thành công. Yeah. Các bạn thấy không? Ngoài biển là chỗ sâu chỗ cạn nha, chứ không phải chỗ nào mà cũng sâu mà chỗ nào cũng cạn. Mặc dù thấy bình thường vậy đó, nhưng chạy khi nó mắc cạn rồi là rất khó khăn nha. Phải nhờ tới là hai ba chiếc như gì nè, lôi mới nổi. Chứ không phải là một chiếc mà lôi nổi đâu nha. Cái chiếc này hồi nãy chạy giải cứu nè, rốt cuộc cái chiếc này cũng giải cứu thành công nè. Nhờ có chiếc này nè mới kéo ra nổi nè các bạn. Nhờ có chiếc này mới giải cứu kéo mới nổi nè, chứ một chiếc này là kéo không nổi nha. Chiếc này thì bà con kéo vào nè, chiếc này bà con đi đánh bắt ở ngoài vào nè. Còn phía ngoài đó thì chắc này em thấy là có mấy chiếc ở ngoài chạy vào nữa kìa. Còn một chiếc đó hiện giờ còn đang dằn co đó, không biết là có vào hay không. Thì em nghĩ là đang mở dây ra để vào đó cả nhà. Kéo vào đó cả nhà. Đang kéo chạy kêu bằng là chạy hết tốc độ luôn nè. Sợ mắc cạn nữa, kéo siết vào. Rốt cuộc thì cũng đã thành công vào bờ an toàn. Nãy giờ em cũng quay cho cả nhà mình xem một số hình ảnh xung quanh nơi cái bến cá, nơi mà cái chiếc tàu bị đắm nước chìm nè, mấy bữa trước nè. Mà nhân giờ này là vì chiếc tàu chìm ở đây, bà con chưa nghỉ trưa, không có trục vớt nữa.
mà nhưng em vô tình bắt gặp được cái cảnh là chiếc tàu biển ở ngoài vào mắc cạn. Em cũng quay cho cả nhà mình xem một số hình ảnh giải cứu chiếc tàu mắc cạn. Và cuối cùng em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Các bạn thứ hai cho em xin một like, một đăng ký để em có thêm động lực làm những video tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại.